mở đầu chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời cộng đoàn cùng đến với nhạc phẩm Ca Vang Tình Yêu Chúa do quý sơ dòng mến giá đến thánh giá Tân Lập thực hiện. Xin cộng đoàn cùng thưởng thức. Chân gian tìm về chân lý.
Xin cộng đoàn được một tràng pháo tay dành cho Bí thư Nguyễn Đình Đá Tân Lập.